Hello, xin chào các bạn. Hôm trước mình có làm một cái video nói về tại sao không nên đi du học Mỹ. Thực ra cái video đấy không phải là để chê Mỹ đâu, mà mục đích thật của nó là muốn nói rằng là nếu bạn đi du học mà không phải để học ấy, mà muốn sang Mỹ chỉ để đi chơi hay là hưởng thụ các thứ ấy, thì thôi bạn sang các nước khác đi, nó sẽ vui hơn nhiều và dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà mình hơi bị ngại nếu mình nói thẳng ra là ê mày mà không sang đây cố gắng mà học giỏi hay các thứ thì thôi mày đi nước khác đi cho tao nhờ, thì nghe nó rất là xúc phạm và sẽ làm các bạn tự ái, nên mình đành phải làm một cái video kiểu chê Mỹ như thế. Và có vẻ là một số người không có hiểu cái ý đó và cũng không biết nhiều về mình, thế nên họ đưa ra một số các cái comment mình thấy nó hơi buồn cười một chút. Các bạn trước mình có nói đấy rằng là haters là nguồn cảm hứng bất tận để làm video. Thực ra thì khi mình phản ứng lại với các cái comment đấy ấy, thì không phải là kiểu mình chỉ trích cá nhân đâu, mà thường là các cái comment đấy vì nó là cái ý kiến trái chiều với mình ấy, thì thường là nó sẽ mang đến những cái vấn đề để có thể kiểu tranh cãi rồi biện luận rồi nói chuyện, rồi nói chung là có thể đào bới cái vấn đề đấy, nó khá là thú vị. Đấy thì trong cái video này nhờ các cái comment đấy mà mình đã có một cái ý tưởng để làm một cái video nói về những cái lầm tưởng về visa du học Mỹ mà mọi người hay có. Đầu tiên là một cái comment nó nói rất là buồn cười. Bạn ấy bảo mình rằng là cô gái này đã phản bội lời thề khi xin visa du học Mỹ vì đã đi du học mà với mục đích không đi du học, đã vậy học xong rồi lại còn ở lì lại Mỹ không chịu về Việt Nam. Nói chung là đây là một cái bằng chứng, cái video này là cái bằng chứng để nói rằng là cô đã phản bội nước Mỹ. Các bạn thấy nó buồn cười không? Bạn này chắc là không không phải là du học sinh và chắc là cũng chưa giờ đi xin visa du học cả. Tại vì lúc mà bạn xin visa ấy, nó không phải là bạn thi quốc tịch, không ai bắt bạn thề thốt gì hết đâu, và cũng không ai kiểu bắt bạn phải giữ lời hứa này nọ này kia rồi thề sẽ phải quay về Việt Nam. Thứ nhất rằng là một là không phải thề thốt, người ta chỉ phỏng vấn bạn và bạn phải chứng minh rằng là bạn sang Mỹ mục đích chính là dụ là để học chứ không phải là để trốn ở lại hay là vi phạm pháp luật. Tại vì cái vấn đề người ta lo nhất ý, là rất nhiều bạn chỉ xin visa đi du học hay là đi du lịch nhưng mà sau đó thì có thể có người quen rồi tìm một cách nào đấy kết hôn với cả người bản địa, nói chung là với mục đích là trốn ở lại Mỹ và phạm pháp ở đấy. Chính vì thế nên khi mà phỏng vấn ý, thì họ hỏi rất là kỹ để đảm bảo rằng là bạn sang đấy đi học và bạn có thể hoàn thành khóa học được, học một cách tử tế, và nó khẳng định được cái việc đấy bằng cách nào là xem là cái khả năng tài chính của bạn tốt không. Nếu khả năng tài chính của bạn không tốt thì tức là bạn sẽ phải tìm mọi cách để ra ngoài làm thêm làm chui, đúng không? Như thế là bạn sẽ phạm luật phạm pháp, và dĩ nhiên nó không muốn là người nước ngoài sang nước nó phạm pháp rồi. Rồi thứ hai nữa là bạn có đủ khả năng học ở Mỹ không, trình độ tiếng Anh của bạn như thế nào, điểm phẩy của bạn như thế nào, thì nó sẽ thể hiện ra là bạn có phải là một cái người nghiêm túc học hành hay không đó. Và dĩ nhiên là nó không bắt bạn là sau khi mà học xong thì bạn phải về Việt Nam. Có thể là cái bạn comment đấy bạn hơi nhầm lẫn khi mà thấy một số bạn ấy bắt buộc phải về Việt Nam. Đấy là do một số bạn khi mà sang đây bạn apply visa J1 và bạn ấy nhận được học bổng của chính phủ. Tức là thử có cái các cái dạng học bổng như kiểu Fulbright này, VEF này, Humphrey thì phải, Humphrey thì mình không chắc chắn là nó có cái luật đấy. Nhưng mà các học bổng chính phủ chắc chắn là VEF và Fulbright, nó có 2 năm bắt buộc là bạn, nó gọi là 2-year rule, đúng không nhỉ? 2-year rule, tức là học xong thì bạn sẽ phải về Việt Nam 2 năm trước khi bạn chuyển sang dạng visa nhập cư. Tức là bạn có thể học xong bạn ở lại làm việc một thời gian dưới dạng visa cái dạng visa internship của J1 này, rồi bạn xin O1 này, hay là một dạng visa nào khác. Nhưng mà nếu bạn muốn chuyển lên green card ấy, thì bạn phải về 2 năm, về Việt Nam ít nhất 2 năm đã rồi bạn mới quay lại. Còn đa phần du học sinh ấy, thì không không phải là được học bổng, đúng không? Thì họ không sang đây với dạng đấy, mà họ sang với visa F1. Visa F1 thì nó không có bắt buộc bạn phải quay lại Việt Nam. Bạn miễn là bạn không phạm tội, bạn làm theo đúng cái quy luật của cái, tức là tất cả cái luật của F1 là được, chứ nó không có bắt buộc bạn phải về. Thế nên bạn ấy bảo mình là học xong rồi lì ở lại này nọ này kia là phản bội lời thề của nước Mỹ. Nó quá là drama các bạn ạ. Một là không có lời thề nào cả, cái thứ hai là không ai bắt mình thề thốt như thế hết, và mình cũng chả vi phạm cái gì hết. Đó. Tiếp đến là lúc mà bạn phỏng vấn thôi thì nhanh, nhân tiện mình chia sẻ luôn cái phỏng vấn visa, tại vì mình phỏng vấn rất là dễ.
Nói như vậy tức là không có nghĩa là khi mà họ hỏi bạn rằng là mục đích bạn nhầm, sorry, học xong thì bạn định làm gì, bạn không cần phải nói chắc chắn là rằng là em học xong em muốn về Việt Nam cống hiến cho đất nước thế này thế nọ thế kia. Không ai bắt bạn là phải nói như thế được cả. Bạn hoàn toàn có thể nói rằng là em không biết, tùy theo khả năng lúc đấy như thế nào, tình hình kinh tế ra sao, và có thể là nếu em kiếm được việc làm tốt thì em ở lại làm việc vài năm rồi sau đó em tính tiếp, hoàn toàn thế bạn. Nhưng mà tốt nhất là bạn đừng có nói kiểu khẳng định 100% rằng là bạn sẽ ở Mỹ hay là này kia, tại vì nếu như bạn đặt cái mục tiêu mà kiểu nhập cư ở Mỹ quá là chắc chắn ấy thì người ta sẽ có thể nghi ngờ rằng là cái việc học của bạn ấy nó không phải là mục đích chính, mà mục đích chính của bạn là nhập cư, và bạn sẽ sẵn sàng khi nào có cơ hội là bạn kick out, tức là bạn sẽ sẵn sàng bỏ cái chương trình đấy và bạn đi nhập cư luôn, chứ các bạn không ham hố gì việc học. Thì đấy là cái vấn đề là người ta sẽ có thể nghi ngờ rằng là bạn sẽ không hoàn thành được cái khóa học. Còn nếu như kiểu mục đích của bạn là cái gì đó mà bạn vẫn hoàn thành khóa học rồi bạn điểm A các thứ thì nó chả vấn đề gì cả, đúng không? Thế nói chung cái bản chất của nó là nó chỉ cần bạn hoàn thành khóa học, học tốt, tuân thủ pháp luật, thế là được. Chứ còn cái việc bạn ở lại hay không hay là thế nào đấy nó không có quan trọng đối với cả visa F1. Ok, còn hơn nữa là luật pháp Mỹ nó dựa vào hành động chứ không phải lời nói. Thế nên kiểu mình có tuyên ngôn rằng là bạn ấy bảo là cái bằng chứng này là bằng chứng cho thấy rằng là mình vi phạm pháp luật vì mình nói rằng là mục đích đi học của mình là để tìm cơ hội trong cuộc sống này kia chứ không phải là đi học. Mình có nói thế nào đi chăng nữa ấy thì nó không quan trọng, cái quan trọng người ta xem xét là cái hành động. Không ai có thể nói rằng là mình sang Mỹ không đi học khi mà điểm của mình toàn A và mình là đứa đầu tiên trong program nhận được có job offer ở bên ngoài ở một công ty lớn nhất luôn. Đó. Không có ai có thể nói rằng là mình sang Mỹ không đi học cả. Cái việc mà mình học hay không đấy là những cái hành động nó thể hiện bằng điểm track với cái việc mình tham gia ở trên lớp rồi trao đổi với giáo sư làm việc ở trường như thế nào. Cái đấy là những cái hành động dù miệng mình có nói là ôi tôi chỉ thích chơi thôi, ôi tôi ghét học lắm, hay là không tao chả thích đâu, tao chỉ sang Mỹ để tao đi lấy chồng thôi, kiểu như thế đấy. Nhưng mà học hành vẫn tanh tưởi, đố ai làm gì được bạn ấy. Người ta xét bằng hành động cơ mà. Những cái lời nói của bạn ấy, người ta chỉ phán xét, à không phải phán xét mà tức là người ta chỉ đưa ra pháp luật nếu như cái lời nói của bạn nó gây tổn hại, tức là nó tổn hại cho người khác về kinh tế, về tinh thần. Ví dụ như là bạn phỉ báng người ta, xúc phạm người ta, bêu xấu một cái gì đấy làm gây ảnh hưởng về tài chính chẳng hạn, như kiểu bạn nói xấu một cái nhãn hàng hay là đưa ra một cái thông tin không chính xác làm cho người ta bị tổn hại. Đấy thì những cái thì cái việc đấy nó sẽ chuyển sang là hành động chứ không đơn thuần là lời nói nữa, mà nó sẽ là hành động gây tổn hại đến người thứ ba. Đến người ta, không phải người thứ ba. Sorry, đấy. Còn nếu như chẳng hạn như bạn nói về bản thân bạn, bạn thích nói là tôi xấu, tôi đẹp, tôi ngu, tôi dốt hay là tôi thông minh, tôi tài giỏi. Đấy là quyền của bạn, nó chả ảnh hưởng đến ai và chả có ai phán xét cái việc đấy cả, đúng không? Đó. Còn nữa, có bạn thì comment ở dưới rằng là có bạn thắc mắc rằng là mình nói rằng là cứ một năm thì visa hết hạn ấy, thế phải gia hạn. Thế là bạn bảo là ô thế chả nhẽ cứ khi nào hết hạn như thế lại phải ra khỏi Mỹ để xin lại visa. Thực ra thì bạn đấy không hiểu đúng cái bản chất của visa. Visa nó giống như là cái thẻ ra vào nhà ấy. Bạn đi ra ngoài cửa, bạn đi vào thì bạn cần phải cà thẻ thì cửa nó mới mở ra. Chứ nó không phải là cái mà giấy phép cho bạn là ở một cái nước nào đấy trong bao nhiêu lâu. Cái visa nó đơn thuần nó chỉ là cái cho bạn ra vào thôi. Nếu bạn không ra khỏi nhà thì bạn không cần vào nhà, đúng không? Thế thì các bạn cần gì chìa khóa kiểu như thế. Đấy. Còn cái mà cái giấy phép mà nói chính xác là bạn ở Mỹ legal hay illegal là cái gì? Là cái I-94. I-94 nó gọi là kiểu mình chả biết dịch như nào, cứ gọi là I-94 nhá. Thì cái đấy khi mà bạn đi vào Mỹ thì tùy theo cái dạng visa của bạn, giấy tờ của bạn thì nó sẽ cho bạn, nó sẽ xác định một cái ngày date, cái đấy nó là cái valid của tình trạng, nó mình gọi là status, là bạn sẽ được ở Mỹ trong bao nhiêu lâu. Ví dụ như là bạn đi bằng visa du lịch chẳng hạn, visa du lịch của bạn cũng có hạn 1 năm, nhưng mà không phải là cứ bạn vào phát là bạn được ở Mỹ 1 năm đâu, mà thường là nó sẽ cho bạn khoảng 6 tháng, có người nó chỉ cho khoảng 2-3 tháng thôi. Thế thì sau đó thì cái I-94 đấy nó sẽ update cái ngày mà bạn được ở lại Mỹ, tức là ngày cuối cùng mà bạn được ở lại. Sau đó thì bạn đi ra khỏi Mỹ, tức là bạn phải ra khỏi Mỹ trước cái ngày đấy. Sau đó nếu chẳng hạn trong vòng 1 năm, tại visa của bạn còn hạn mà, tức là cái chìa khóa của bạn nó vẫn vào được Mỹ, bạn vào lại một lần nữa thì lúc đấy nó lại update tiếp là cái lần này nó sẽ cho bạn đến ngày bao nhiêu. Đó, kiểu như thế. Và với cả visa sinh viên ấy,
như kiểu F1 ấy, thì cái Ini Team 4 nó sẽ dựa vào cái gì? Nó sẽ dựa vào cái I-20 là cái giấy mà khi mà bạn apply vào trường và được trường nhận rồi, bạn làm cái thủ tục enrollment ấy, thì trường sẽ cấp cho bạn một cái I-20. Thực ra thì cái I-20 này, ngay khi mà bạn được nhận xong ấy, thì trường sẽ cấp cho bạn cái giấy. Trong cái giấy đấy nó nói gì? Nó nói là bạn đã được nhận vào cái program này bắt đầu từ ngày bao nhiêu và kết thúc vào ngày bao nhiêu. Tất nhiên là cái ngày kết thúc nó chỉ là ngày dự kiến thôi. Và trong đấy nó nói rằng cái tài chính của bạn là do nhà trường chi trả hay là bạn tự chi trả, và nhà trường đấy họ đã chứng minh tài chính cho bạn rồi. Tức là cái chứng minh tài chính là đại sứ quán không chứng minh nhá, mà là nhà trường chứng minh. Tức là bạn phải nộp các cái giấy tờ banh biếc các thứ linh tinh cho nhà trường để nhà trường thấy rằng à, thằng này nó có đủ tiền để trả tiền học cho bạn, đủ tiền để bạn trả tiền học cho nó. Vì thế nên nó sẽ cấp cho bạn một cái giấy, nó xác nhận rằng là bạn đã đủ tiền rồi. Và chỗ nào bạn không đủ thì có ai trả không các thứ, và trong đấy nó nói ngày tháng. Thì dựa vào cái giấy đấy, khi mà bạn đi vào nhập cảnh vào Mỹ ấy, thì người ta sẽ update là cái ngày đó ở trên I-94. Có hai trường hợp: nếu như mà cái passport của bạn ấy nó còn hạn, ví dụ như là cái I-20 cho bạn đến tháng 10 2020, mà passport của bạn đến 2021 chẳng hạn, thì cái ngày hạn trên I-94 sẽ là tháng 10 2020, là cái ngày của I-20. Nhưng nếu passport của bạn mà chỉ có hạn đến tháng 1 2020 chẳng hạn, thì I-94 của bạn sẽ là cái hạn của cái passport. Tức là cái hạn nào mà gần hơn ấy, thì cái I-94 nó sẽ lấy. Khi mà chẳng hạn như là I-20 của bạn vẫn còn hạn nhưng mà passport của bạn hết hạn, thì bạn phải gia hạn passport. Thì lúc đấy bạn phải update với cả cái trên cái trang web của I-94, bạn phải update cái thông tin của cái passport mới của bạn. Thì như vậy nó sẽ update dựa vào cái I-20 đấy. Tức là cứ cái ngày nào gần hơn giữa I-20 và passport thì nó sẽ lấy cái ngày đấy. Thế ngoài ra thì khi mà I-20 của bạn hết hạn thì bạn có một cái khoảng thời gian get time, tức là bạn được ở lại Mỹ hình như là từ 60-90 ngày tùy trường hợp, và tức là nó khá là phức tạp nên bạn cần phải tra kỹ. Mình không muốn giải thích nhiều ở đây, nhưng mà nó sẽ có một cái đoạn get time là bạn được phép vào Mỹ trước cái ngày bắt đầu của I-20 và sau ngày bắt đầu của I-20, bạn được ở lại Mỹ một thời gian rất là ngắn để nói chung là nó là gọi là một cái gap time thế thôi. Đó thì bạn phải, mà mình cũng không chắc chắn là nó gọi là gap time hay không, nhưng mà nếu mà bạn cần thêm thông tin thì bạn cần phải tra. Đó. Còn một cái hiểu lầm nữa, rằng là tự dưng quên mất. Có một cái nữa là khi mà bạn các cái dạng visa như là F1, J1 và H1B ấy, khi mà hết hạn ấy, thì bạn vẫn có thể ra khỏi Mỹ và vào lại Mỹ không cần xin visa nếu như bạn đi đến các nước như là Canada, Mexico và một số các cái quần đảo. Mình không nhớ chính xác tên là gì, nhưng mà với các cái quần đảo đấy thì khi mà bạn đến đấy trong vòng dưới 30 ngày ấy, chẳng bạn đi du lịch sang Can, visa của bạn hết hạn rồi, bạn không cần phải quay về Việt Nam để xin tiếp visa, mà bạn có thể đi thẳng vào Mỹ, miễn là bạn đừng đi quá 30 ngày. Nó gọi là automatic revalidation, automatic revalidation, bạn tra trên mạng ấy. Tức là cái nó sẽ tự động cho bạn vào Mỹ nếu như bạn ở visa F1, J1, H1B và bạn chỉ đi ra các nước như là Canada, Mexico. Dĩ nhiên là nếu bạn muốn sang các nước đấy thì bạn vẫn phải xin visa, tại vì mình là quốc tịch Việt Nam mà. Đó. Thế visa của cái nước đấy nhá, không phải visa Mỹ đâu. Nhưng mà lúc quay lại thì bạn không cần xin visa Mỹ nữa. Còn gì nữa? À, nhân tiện thì nói luôn, sau khi mà F1, J1 rồi, nếu mà bạn ở lại, bạn được công ty sponsor, bạn xin lên H1B ấy, thì H1B là visa dual intent. Hiện tại mình đang là H1B. Dual intent tức là gì? Tức là bạn có quyền ở lại Mỹ hoặc không ở lại Mỹ. Tức là bạn có thể là khi mà người ta vào, người ta phỏng vấn visa của bạn chẳng hạn, và người ta hỏi rằng là kế hoạch tiếp tới của mày là gì, bạn hoàn toàn thể nói là ta muốn xin thẻ xanh để ở lại Mỹ, hoàn toàn được, tại vì nó là visa mà nó hướng đến hai mục đích, có thể là định cư hoặc không định cư. Thế nên cái lời mà bạn kia nói rằng mình ở ly ở Mỹ rồi phản bội lời thề là hoàn toàn là sai lầm, tại vì hiện tại mình đang là H1B, mình thích ở thì mình ở, mình không thích ở thì mình về, chả có sai lầm cái gì hay là phản bội ai hết. Đó. Thế và để làm sao để được H1B, chắc là mình phải nói lại bằng tiếng Việt, tại vì mình đã có một cái video bằng tiếng Anh để nói vấn đề này rồi, nhưng mà chắc là ít bạn có xem cái video đó. Vậy thế nha, đó chỉ là một cái số thông tin cơ bản về visa thôi. À, nhân tiện đây mình sẽ chia sẻ luôn là mình phỏng vấn visa Mỹ như thế nào.
lúc nãy nói nhưng mà quên mất lại bị lệch hướng đi chỗ khác. Đây, nhân tiện nữa, nói luôn. Bạn xin visa vào Mỹ thì không nhất thiết là bạn phải ở Việt Nam đâu. Hồi xưa lúc mà mình xin visa đi du học ấy, là hồi đấy mình đang ở Ý và mình xin thẳng visa từ Ý sang Mỹ, mình không hề về Việt Nam. Nhưng mà để xin được như thế thì thường là bạn phải có một cái visa tương đối là kiểu như là visa du học này, visa đi làm này, ở cái nước thứ ba đấy. Lý do tại sao? Tại vì khi mà bạn apply cái visa đi học hay đi làm ở cái nước thứ ba ấy, thì người ta đã kiểm tra tất cả các hồ sơ về tài chính, nhà cửa, thông tin của bạn rồi. Thế nên nó kiểu có thể assume rằng là à, mày được cái visa đi học đi làm ở cái nước thứ ba này, thì coi như thông tin của mày đã được một cái nước thứ ba đấy nó xác nhận rồi. Nên nó sẽ có cơ sở để nó chấp nhận bạn khi bạn xin sang Mỹ. Nhưng mà nếu chẳng hạn bạn chỉ đi sang nước thứ ba để du lịch thôi ấy, rồi bạn xin visa vào Mỹ thì sẽ rất là khó. Như kiểu mình hồi đấy mình đi học ở Ý và mình xin visa du học ở Mỹ thì rất là dễ. Lúc mình đi xin visa ấy, nó chỉ hỏi đúng hình như đúng hai câu. Nó hỏi câu đầu tiên rằng là mày đi học ai trả tiền? Mình nói là trường bên kia trả. Mình còn không có chứng minh tài chính nhá. Hồi đấy tài khoản ngân hàng của mình có mỗi hơn 1.000 ơ phải, mình mang đúng cái đấy thôi, mình mang đúng cái bank statement hơn 1.000 ơ trong tài khoản thôi, nó cũng chả hỏi. Nó hỏi mình là tiền ai trả, mình bảo trường bên kia trả, xong nó hỏi rằng là tại sao mày đang học master ở Ý rồi mày lại còn học tiếp master ở Mỹ, một cái bằng giống y hệt như thế. Xong mình nói với nó là nó không có giống y hệt nha, cái này là architecture, cái kia là landscape architecture. Xong mình ngồi giải cho nó là nó giải thích nó khác nhau như nào, nó nghe kiểu chán quá, nó sùi thôi, xong nó cấp luôn visa cho mình. Đó, xong rồi sau đấy thì sau đấy khoảng 1 năm thì mình quay về Việt Nam chơi. Thế là mình về Việt Nam mình xin visa thì nó cũng hỏi y hệt mình một câu, ai trả tiền cho mày đi học? Mình nói là trường trả. Xong rồi mình bảo nó là mày có muốn xem I-20 không, nó ghi trong này này. Xong nó bảo thôi không xem. Hình như là nó chỉ thế thôi và nó chả hỏi mình gì câu tiếp theo cả. Đó, nên theo kinh nghiệm của mình ấy, nếu mà bạn có học bổng ấy thì bạn chả cần phải lo gì cả. Chắc chắn là nó cho bạn qua thôi. Mình chưa thấy ai có học bổng mà trượt visa hết. Còn tất nhiên là nếu mà bạn không học bổng thì sau khi mình tham khảo với cả một số các cái video của các bạn khác chia sẻ kinh nghiệm dù xin visa Mỹ ấy, thì mình thấy là nếu bạn chứng minh được là, tức là bạn hiểu biết về cái program đấy, nó giống như kiểu bạn tự apply ấy, chứ không phải là đi qua trung tâm cho người khác apply cho bạn. Bạn hiểu rõ là program đấy học gì, trường đấy nó như thế nào, bạn cần gì, bạn mong chờ gì. Nói chung là biết rõ bạn và cái chương trình đấy của bạn thì tức là nó chứng minh được là bạn là đến đấy với cả việc học nghiêm túc. Thứ hai là điểm số ở trên trường, rồi điểm tiếng Anh, rồi khả năng của bạn nó cũng phải tốt một chút. Đặc biệt là khi bạn phỏng vấn nên bạn nói tiếng Anh rất là tốt thì nó cũng là một điểm cộng cực lớn. Thường là những cái đứa mà giỏi tiếng Anh mình biết thì cũng chả có thằng nào trượt visa hết. Kiểu nói rất là tự nhiên ấy, mà thoải mái, tự tin, kiểu vậy. Nói chung ở Mỹ nó là một đất nước mà nó chuộng những cái người mà thẳng thắn và đúng luật, nên bạn cứ tự tin mà làm đúng pháp luật thôi thì bạn không cần phải lo sợ gì cả. Đó, thế thôi nha. Đấy là hy vọng là thông tin này có ích cho các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.